Em tên là Quế ạ. Chào Quế. Em trong thời gian vừa qua thì em có nhận được một cái bài học rất là lớn. Thứ nhất là em cảm nhận được rất là rõ sự hỗ trợ của tất cả mọi người, từ mẹ em, từ cô và từ cả nhà. Thực sự trước đây em không hề có mối quan hệ thực sự tốt với mẹ em, nhưng mà thời gian vừa rồi em được mẹ chăm sóc và em nhìn thấy cách mẹ chăm sóc con của em, và em nhìn thấy hình ảnh của mẹ chăm sóc em ngày xưa. Thật là em được cô và mọi người hỗ trợ rất là nhiều. Và em không thể dừng lại được. Lúc ấy em phải gắm suy nghĩ trong đầu là mẹ của em đã làm cho em rất là nhiều thứ, rất là nhiều tuyệt vời, hỗ trợ em rất là nhiều. Và mẹ chỉ bảo em là mày cứ nằm trên giường mà nghỉ đi, vừa mới đẻ xong thì đừng có đẻ nhiều, đừng có lên cầu thang mình mệt như thế. Rồi là đừng có bế con mà ngồi như thế, nằm thôi, không sau này đau rũ lưng đấy. Mẹ chăm sóc em rất là cẩn thận. Và nhưng mà em không dám làm như thế, em không dám dừng lại. Em thấy mọi người hỗ trợ em quá là nhiều, và em phải làm một video gì đó. Thật là em nhìn thấy việc khi mà mình ra quyết định là mình làm một ngay một cái điều gì đó, khi mà mình vừa mở chuyện mình nghĩ đến cái điều đấy là mình làm luôn ấy. Và em nhìn thấy là trước đây thực ra mình đã học được rất là nhiều điều. Mình đã học được, mình được hỗ trợ để biết cách hỗ trợ mọi người như thế nào, đào tạo đội nhóm ra làm sao, marketing như thế nào. Nhưng mà mình chưa thực sự nhúng tay vào làm bất kỳ một cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình bắt tay vào làm một cái điều gì đó, mình nhận thấy được kết quả luôn. Ví dụ như là khi mà em muốn, em đã từng có trong đầu rất là nhiều suy nghĩ, thời điểm này là chưa được phù hợp lắm để gọi cho khách hàng, người ta có thể là đã đi ngủ rồi hay người ta đang ăn trưa, không phù hợp lắm để gọi thì sau đấy mình có thể gọi lại sau. Và nó đã trì hoãn mình rất là nhiều kết quả của mình. Nhưng mà thực ra không, nhưng mà nếu như lúc đấy mà mình chọn mình làm luôn ấy, thì thực sự nó không phải là phù hợp với họ mà là phù hợp với con người mình ấy. Tức là lúc đấy là mình, cái cảm xúc của mình là tốt nhất, trạng thái của mình tuyệt vời nhất, và mình có họ thể hỗ trợ họ tuyệt vời nhất. Còn nếu như mình để lại sau đấy, nhưng hôm sau mình mới hỗ trợ thì kết quả nó không được như thế. Và trong cái lúc nào thì em nhìn thấy là cái việc mà mình theo được cái mục tiêu của mình rất là quan trọng, cái việc mà mình hàng ngày phải đo được kết quả của mình rất quan trọng. Em nhận bài học đấy rất là lớn khi mà em nói chuyện với Khánh Hổ về việc mà anh có mục tiêu là sẽ học tiếng Anh trong vòng 3 tháng và học tốt tiếng Anh ấy. Thì em lúc đấy em nhìn ra rất là rõ bản thân mình làm những việc khác như thế nào nữa. Em có hỏi anh là anh ơi, cái cách mà anh làm hiện tại có giúp anh đạt được cái kết quả mà sau đến 3 tháng sau anh đạt được không? Và anh đã đo lường kết quả đó từng ngày chưa? Và em nhìn thấy là cái việc mình cần phải đo lường xem là cái phương pháp hiện tại mình đang làm nó có giúp cho mình đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình không? Mục tiêu nào của mình là cái gì? Và cái cách mà mình đang làm hiện tại, bây giờ mình đang đo lường nó đang ở mức độ nào rồi, nó có đạt được không? Và nếu nó chưa đạt được thì mình cần phải thay đổi như thế nào? Đấy đấy, bài học của em. Nhưng cho bạn một tràng tay đấy không? Mọi người thực sự quan tâm và hỗ trợ mình nhiều như thế nào? Thì khi mà em nhận ra nó càng nhiều, tại sao nó lại là nhiều? Là bởi vì thực ra là mình luôn biết sẽ có người quan tâm đến mình, nhưng mình có liên tục cảm nhận được điều đấy để cảm thấy may mắn từng giây phút hay không? Thì là cái điều mà em sẽ phải tự rèn. Bởi vì em mà cảm thấy được nó nhiều và liên tục thì có nghĩa là động lực em làm mọi thứ nó càng nhiều và càng nhanh và càng hiệu quả hơn rất là nhiều. Việc mình không cảm thấy được hoặc là chưa để ý để có thể cảm nhận được mọi thứ một cách chân thực nhất và đúng với bản chất thật của nó sẽ làm cái sự phát triển của mình nó không được nhanh như mình mong muốn. Và giống như lúc nãy trong cái phần mà của Phượng hay là của anh Vương có chia sẻ là cô bảo thực ra mọi người ở xung quanh mình luôn tìm cách hỗ trợ mình và thực sự mọi thứ rất là tuyệt vời, nhưng mà đa phần mọi người không biết điều đấy. Mọi người luôn thấy mọi thứ mình có thật là bình thường cho tới khi mình mất. Và lúc đấy mới cảm thấy nó rất là muộn. Và kỳ thực thì tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời của mình, em sẽ luôn nhận được rất rất nhiều sự hỗ trợ từ tất cả mọi người xung quanh. Và không phải mình em, mà thực ra bất kỳ ai cũng đều có những đặc quyền thật tuyệt vời như vậy. Nhưng mà nếu mình chọn để cảm nhận thấy nó liên tục thì em sẽ luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Dù em đang có nhiều tiền, ít tiền, hay là em đã đạt được mục tiêu hay chưa đạt được mục tiêu, thì em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của em. Việc mình đạt được mục tiêu hay chưa đạt được mục tiêu với việc mình có nhiều tiền hay chưa, hai cái việc, những cái việc như thế nó không phải ảnh hưởng đến việc để làm mình cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc đâu các anh chị các bạn. Mình phải thật rõ ràng giữa việc có tiền, thành công, mục tiêu với lại hạnh phúc nhá. Đấy là những cái hoàn toàn thế nào ạ? Khác nhau. Khác nhau, nó sẽ liên quan và hỗ trợ cho nhau để mọi thứ nhân lên. Nó chỉ hỗ trợ để làm khuếch đại mọi thứ lên thôi, chứ không phải nó liên quan đến nhau đâu.
Cô ấy có hình dung lại ý cô đang nói không? Nên là nếu em cảm nhận được, không phải là thỉnh thoảng, không phải phải đến một cái sự kiện đặc biệt gì đấy mình nhìn mới cảm thấy, mà thực sự từng giây phút em cảm thấy ấy, thì em sẽ luôn biết cách làm cái gì với tất cả mọi người xung quanh. Luôn biết. Và lúc đấy mình cảm thấy luôn vui và luôn trân trọng được mọi thứ. Thì dù em có làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Và như thế là em đã truyền được cảm hứng cho con của em, cho người thân trong gia đình rất là nhiều. Và lúc đấy bố mẹ cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, vì cảm thấy em đã lớn và trưởng thành hơn. Và mọi thứ lại không bắt đầu từ đâu xa, mà nó bắt đầu từ ai à? Từ mình. Không phải là phải đến một cái sự kiện gì đặc biệt mình cảm thấy. Hay là cô chia sẻ điều này thì tất nhiên là đón nhận được đến mức độ nào thì sẽ do Quế hay là do tất cả các anh chị và bạn ngồi đây, mình cảm nhận được đến mức độ nào thì mình sẽ ngấm được đến mức độ đó. Nhưng thực sự nếu các anh chị và bạn có thể nhìn mọi thứ một cách chân thực nhất, đúng với bản chất của nó nhất, mình quá may mắn. Ai sản xuất cho Liễu cái váy kia để mà mặc hả Liễu? Quế có tự làm ra được cái áo mà em đang mặc không? Không. Đã có một ai đó dành thật nhiều công sức để làm điều đó, và mình chỉ cần phải như thế nào thôi ạ? Một chút xíu thôi. Cuộc đời luôn cho mình nhiều hơn những thứ mình đã làm rất rất nhiều lần. Và nếu cứ phải đợi đến một cái sự kiện rất đặc biệt mình mới nhận ra, thì cuộc sống của mình đa số nó buồn và nó tiêu cực. Và khi mình buồn, mình tiêu cực thì mình cũng sẽ phát ra những tín hiệu tương tự như vậy. Còn luôn cảm thấy nó quá may mắn rồi, em sẽ thấy hạnh phúc lắm. Và em sẽ lan được cái điều đấy đến cho mọi người xung quanh, nó rất là rõ. Và lúc đấy nó sẽ giúp em làm mọi việc nó dễ hơn. Nên là có tiếc là cái việc mà em có em bé chắc chắn là sẽ hỗ trợ cho em rất là nhiều, giúp mình nhận ra mọi thứ một cách rõ hơn, nhanh hơn. Và hãy tìm ra cách để học được nhanh hơn nữa. Bởi vì con mình không chờ mình, bố mẹ mình cũng không chờ mình đâu. Nên tốc độ phát triển của mình nó phải thật là nhanh. Và tất nhiên phát triển là phải phát triển đúng lõi, phát triển đúng cách, nó sẽ giúp em đi nhanh hơn rất là nhiều. Và cô cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà em đã có mặt ở đây sớm hơn rất là nhiều. Em bé mới được hơn 2 tháng thôi nhở, cũng chưa được 3 tháng. Nên em đã hiện diện đây, em nhắn tin cho cô, em chia sẻ là em muốn quay lại cùng mọi người. Và em chia sẻ với cô là không biết mọi người có biết không, nhưng em ở ngoài em nhìn thấy mọi người phát triển rất là nhanh, và em không muốn bị tụt lại phía sau, em cũng muốn đi thật nhanh. Vì cô biết em còn muốn rất nhiều điều tuyệt vời nữa. Nên là em biết khi em không làm gì là kết quả nó sẽ không đến. Là mình không chịu được cái cảm giác ngồi yên, mình không chịu được cái cảm giác mình không có điều gì, hoặc là mình cứ ngồi im thì mình không phát triển được. Cô biết cái động lực phát triển trong em nó rất là lớn. Thì có một điều hãy nhớ thật kỹ, đấy là cái chặng đường đến đích của mình nó không phải là một chặng ngắn hạn, nó là một chặng dài hạn. Còn làm gì có chuyện là sau một ngày, một tuần, hay một tháng, hay một năm là mình có tất cả mọi thứ. Nó sẽ là một chặng dài hạn, không phải là một chặng ngắn hạn. Nên phải tìm cách đi trên con đường đó một cách đúng nhất có thể, và tận hưởng niềm vui trong quá trình đi. Không phải là đến đích mình mới cảm thấy vui đâu, đạt được mục tiêu mình cảm thấy vui, hoặc là phải đến một cái thời điểm chuyện gì rất là lớn xảy ra bắt đầu mình mới cảm nhận mọi thứ tuyệt vời. Không, chặng đấy là một chặng dài hạn, và từng giây phút trong chặng đấy đã là những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em rồi. Và cái cách để đi cái chặng đó một cách lâu dài nhất, nếu muốn xây và hỗ trợ và đạt được những cái mục tiêu nó lớn hơn, thì hãy nhớ em được học từ tốt đến vĩ đại rồi, đúng không? Cái gốc của tất cả mọi thứ là mình. Nếu em muốn thực sự hỗ trợ được mọi người xung quanh, em phải bắt đầu từ em trước. Em phải cảm nhận mọi thứ thật rõ ràng. Khi em đặt câu hỏi với anh Hồ là anh ơi, anh có đặt mục tiêu là mình sẽ giỏi và hoàn thiện tiếng Anh trong vòng 3 tháng, cái cách anh đang làm hiện tại có giúp anh đạt được mục tiêu hay không? Tất cả những lời nói của em hỗ trợ anh Hồ hay hỗ trợ đội nhóm, nó chỉ có tác dụng khi em làm được nó với mục tiêu của em. Câu hỏi vẫn đúng, tất cả mọi thứ vẫn đúng, nhưng đa phần nó không quan trọng câu hỏi có đúng hay không, mà nó quan trọng ai là người hỏi câu hỏi. Nên mọi thứ xung quanh của em nó sẽ có tác dụng khi em là minh chứng của tất cả những cái mà em nói. Khi em hỏi, ví dụ câu hỏi đấy có thể để anh Hồ phải suy nghĩ và phải nghĩ một chút, nhưng nó có ngấm và nó có tác động hay không, nó phụ thuộc vào cách anh ấy nhìn em thực hiện cái câu nói đấy như thế nào. Cô ấy hiểu ý cô đấy không? Và tại sao cô muốn chia sẻ điều này? Là bởi vì để tiến một chặng xa thì chắc chắn không ai có thể làm được một mình. Làm một mình dù theo cách nào đi chăng nữa, dù tận dụng đòn bẩy nào đi chăng nữa, cái sự thành công của mình chỉ có một cái giới hạn rất
thấp thôi, không tiến ra. Mình sẽ phải học cách làm cùng người khác nữa. Và cô muốn em nhìn thật rõ cái gốc của tất cả mọi thứ với mọi người xung quanh mình là mình. Bởi vì em có những tố chất rất tuyệt vời. Tốc độ học tất cả mọi thứ của em rất nhanh, rất tốt. Thế nhưng mà cái điều đấy là một phần của vấn đề mà chúng ta còn cần nhiều hơn thế. Và ngày hôm nay cô muốn dành thêm phần này cho em là bởi vì em đã sẵn sàng để quay trở lại. Cô biết để quay trở lại thì cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thứ. Rất là có thể sức khỏe của mình vẫn chưa được hoàn toàn như trước, hay là có thêm em bé. Và em vẫn muốn quay trở lại, em vẫn nhắn cho cô là em đã sẵn sàng để bắt đầu. Cô nhìn thấy cái động lực rất là lớn. Và cô chỉ muốn chia sẻ thêm điều này để em có thể hình dung ra và để tìm ra được cái cách để đi nhanh nhất, để mình tránh giống như trường hợp mà anh Hồ ấy chia sẻ là thỉnh thoảng mình làm cho lệch, cho đừng nghe chia sẻ nó lại về đúng hướng, lại làm thỉnh thoảng nó lệch nó lại về đúng hướng. Thì có những cái cách để giúp mình đi đến đích nó nhanh hơn, cái cách để thẳng đến đích, nhưng mà cách đấy thường nó làm không giống cách bình thường lắm. Và gốc của tất cả mọi thứ vẫn là mình xây thật tốt, sau đấy mình làm với người khác thật tốt. Nhưng cái khâu mình làm với người khác nó chỉ tốt khi đúng rồi, mình làm rất tốt. Em chỉ có thể hỗ trợ được đội nhóm và chỉ có kết quả khi cái gốc của mình rất là tốt. Bởi vì sau này sẽ có nhiều thời gian cô sẽ phân tích hơn, sâu hơn rất là nhiều. Mỗi cái tính cách của em, mỗi tín hiệu mình phát ra, mỗi câu nói mình phát ra sẽ nhân điều gì trong đội nhóm. Nó rất là hay, mình có thể để ý hoặc không để ý, nhưng mỗi tín hiệu đó đều ảnh hưởng rất là nhiều. Và ngày hôm nay em hiện diện đây là một điều rất rất tuyệt vời. Và cô chỉ muốn chia sẻ sâu hơn, nó coi như một phần quà dành cho Quế trong buổi. Trong cái giai đoạn mình mới bắt đầu để xây dựng mọi thứ, thì hôm trước nhà mình được nghe một cái phần đấy là mình không thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc nó quá là sớm khi mình chưa có những nền tảng thật là tốt. Đúng như vậy không? Đó là lý do tại sao khi cô sinh Du mới chỉ có khoảng 10 ngày là mình đã bắt đầu cái gì rồi, sự tội nghiệp. Bắt đầu ngồi làm việc bởi vì mình muốn xây dựng một cái nền nó thật là chắc. Và đến cái giai đoạn đấy nó chưa chắc được như ai muốn hả? Chưa muốn như mình muốn. Và mình biết nếu mình dừng một khoảng thời gian, tự nhiên nếu mà đột ngột biến mất 2 tháng không làm gì đến Mega, trong khi Mega lúc đấy mới thai nghén, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sập luôn. Nó sẽ sập. Là bao nhiêu công sức của mình phía trước nó sẽ đổ, bao nhiêu 3-4 tháng phía trước là sẽ thế nào ạ? Mất hết đúng không? Và mình cứ dành bao nhiêu công sức, nhưng chỉ cần có những đoạn chững như thế, nếu như cái công việc mình làm nó chưa vào guồng và mình chững lại vào cái là nó sẽ thế nào ạ? Là cái guồng đấy nó sẽ đứng lại. Và thế là mình lại phải quay cái guồng tiếp. Và may sao không biết là Quế sẽ muốn thành công một mình hay là muốn thành công cùng đội nhóm, nhưng mà cô tin một điều đấy là một mình dù em có giỏi đến đâu nó cũng sẽ có một cái điểm dừng không cao được đâu, chắc chắn. Vì cô chưa thấy có một ai một mình trên cuộc đời này tạo ra kết quả lớn cả, chưa có một ai. Thế là nếu mình muốn đi xa thì chắc chắn là mình sẽ cần phải làm việc với, đúng rồi, với cả những người khác xung quanh mình nữa. Và cái việc người khác mà đi theo mình hay không thì tất nhiên là họ phải thấy mình hơn người ta và phải có những điều rất tuyệt vời giúp người ta đi lên thì người ta mới đồng hành cùng mình. Và thông thường cái cách em làm việc sẽ là cái cách mà đội nhóm sẽ làm việc. Và đôi khi mình không để ý, và thực ra đội nhóm là ai? Là chồng mình, là con mình, là bố mẹ mình chứ là ai, có đúng không ạ? Còn đội nhóm trong công việc nó cũng chỉ là một cái phần để phản ánh tất cả những cái điều đấy thôi. Thế là em tin là ở đây nếu mà có bạn nào nghỉ đẻ thì bạn ấy cũng nghỉ rất là ít. Nhà mình biết tại sao không ạ? Chị không biết rồi. Chị vừa biết tại sao không ạ? Sao biết tụt lại? Ngoài ra, vì sao nữa? Là bởi vì nhìn thấy một cái minh chứng thế nào hả chị vợ? Thế nhưng có một điều nữa mình cần biết. Đấy là dù mình có làm tốt đến đâu, thế nhưng mà hãy nhớ đội nhóm luôn chậm hơn mình ít nhất là một vài bước. Bởi vì nếu mà họ đi nhanh hơn mình thì họ dẫn ai rồi ạ? Mình dẫn mình rồi, nên muốn dẫn dắt và muốn làm được mình sẽ phải đi nhanh hơn. Là tất cả những cái mà em làm bây giờ với tốc độ như thế nào thì mọi lời em nói ra, dù đấy là em đã làm rất tốt với đội nhóm rồi, thì người ta cũng sẽ đi chậm hơn thế một vài bước. Nên muốn mọi người đi nhanh đến đâu, muốn kết quả của mình tăng nhanh đến đâu, thì tất cả mọi thứ mình làm cần thế nào? Đúng rồi. Và mọi người xung quanh chỉ phản ứng lại với em theo cách mà em đã phát ra với tất cả mọi người, và nó chỉ được khuếch đại lên thôi.
Thế là đấy là một phần mà cô muốn chia sẻ thêm ngày hôm nay với cách để em có thể bắt đầu quay trở lại làm tất cả mọi việc. Thứ nhất, điều đầu tiên cô cảm thấy rất là vui bởi vì bạn mới sinh em mới được hơn 2 tháng thôi ạ. Điều rất là tuyệt vời khi em đã chủ động chậm quay trở lại. Và trong quá trình em nghỉ thì trong 2 tháng đó bạn ấy vẫn làm gì hả chị Phượng? Vẫn hoạt động, vẫn bán hàng. Và 2 tháng đó thì vẫn đạt thành job. Đấy là một điều rất rất tuyệt vời. Và rất hiếm chỗ có những bạn nghỉ đẹp mà vẫn cứ thế nào ạ. Vẫn làm tốt như vậy. Đấy là một điều rất rất tuyệt vời quý ạ. Tại sao cô muốn chia sẻ sâu hơn và nói thêm là bởi vì cô muốn chuẩn bị cho em phía trước nó không phải là thải thả mồm mà nó sẽ có khó khăn, có những vất vả mà mình sẽ phải đối mặt. Và cô chỉ chia sẻ một điều, cái thế giới tất cả bên ngoài nó chỉ là phản chiếu cái bên trong của mình. Mọi thứ nó vẫn rất 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 tuyệt vời và tất cả mọi người đều đang hiện diện để hỗ trợ mình. Mình luôn nhận được nhiều hơn rất rất nhiều tất cả những cái mà mình đã làm. Và tuy nhiên cái cách mình nhận được ấy, nó đến cái mức nào thì nó phụ thuộc vào cái tốc độ hành động và thực sự là cái cách em làm để đi đến đích. Có những cái cách nó sẽ đi nhanh hơn rất là nhiều. Và việc em quay lại sớm hơn là một trong những điều rất là tuyệt vời. Mình làm được sớm sau này đội nhóm cũng sẽ thế nào nhỉ chị Phượng nhỉ? Sớm. Nhưng mà sẽ cũng chậm hơn mình một tí đấy. Không nhanh bằng mình đâu, thường không nhanh bằng mình đâu. Ví dụ quế mất hơn 2 tháng thì đội nhóm của em sớm nhất cũng mất bao lâu quế biết không? 3 tháng. Sớm nhất là cũng mất 3-4 tháng, không sớm hơn đâu. Cách mà mọi người xung quanh hành động nó chỉ phản ánh cách của ai thôi ạ. Hay của mình. Nhưng em biết sẽ có nhiều anh chị và nhiều bạn ngồi đây sẽ không muốn nghỉ đẻ, hoặc nếu nghỉ thì chỉ nghỉ thế nào thôi ạ. Một tí. Rất là ít. Bởi vì khi các anh chị và bạn ngồi ở những vị trí thực sự, mình biết mỗi ngày trong cuộc sống của mình đều là của ai ạ. Của mình. Và nếu mình không dùng nó thì chỉ ai mất thôi ạ. Và cô tin là em không chịu được cái cảm giác mà mình không làm gì, hay là ngồi tạo không có kết quả, hay là mình nhìn thấy mọi người đang làm rất là nhiều mà mình không làm được, thì cô tin vì động lực phát triển của em nó rất là lớn. Và đấy là một món quà tuyệt vời quý ạ. Và cô rất mong muốn, hy vọng em sẽ truyền cảm hứng cho mọi người với sự quay lại của mình, cho mọi người biết là em đã trưởng thành hơn, em cảm thấy thực sự tuyệt vời với tất cả mọi thứ. Và em trao đi cái sự yêu thương và biết ơn với mọi người như thế nào. Và theo thời gian thực sự cái sự kiện nó vừa xảy ra, việc cún đến với em, với anh Hổ hay với gia đình, nó giúp em trưởng thành như thế nào để sau này mọi người có thể đón nhận được việc có gia đình, việc có em bé trở thành sự kiện thế nào ạ? Đúng. Nó thực sự tuyệt vời, ý nghĩa. Đến với mình để mình có nhiều hơn, đến với mình để mình trưởng thành hơn, đến với mình để kết quả mọi thứ của mình tốt lên theo thời gian. Thì cô nghĩ em có thể làm được rất là tốt điều này. Nhưng mà nó sẽ có những lúc mà cảm thấy oải đấy, chị Phượng nhỉ? Có những lúc cảm thấy căng đấy. Và mỗi cái lúc đó cách em phản ứng như thế nào, mọi người bắt tín hiệu đấy thế nào ạ? Nhanh lắm, nhanh trước nhá. Để thứ nhất là vẫn phải giữ sức khỏe cho em và cuốn rất là tốt. Và cái thứ hai, mình vẫn còn một cái chặng để mình xây ở phía trước nữa. Nên là nếu có khó khăn gì thì em có thể chia sẻ với cô và tất cả mọi người. Nhưng mà nếu đã chọn bắt đầu thì hãy bắt đầu một cách thế nào tuyệt vời nhất. Và cô tin em có thể làm được điều này. 2 tháng em nghỉ, em vẫn đạt được good job. Tất cả mọi người ở đây được truyền cảm hứng rất nhiều. Cảm ơn em ở nhà nhưng vẫn rất là tìm mọi cách để làm thế nào để tạo ra kết quả, tìm mọi cách để mình vẫn được kết nối với mọi người, được hỗ trợ và sau đó mình hỗ trợ lại cho tất cả mọi người. Cảm ơn em vì đã làm điều đó một cách rất rất tuyệt vời. Cô tin nó truyền cảm hứng cho nhiều bạn lắm. Và chúc em quay lại một cách tuyệt vời hơn nữa, để thời gian tới Lego nó sẽ được làm mọi cái lại một cái quy trình rất là bài bản, để chúng ta mang cái chương trình đi đến nhiều người hơn. Và mình sẽ làm nó một cách chuyên nghiệp hơn để có thể hỗ trợ được nhiều người hơn nữa. Và cô tin em là một trong những người rất tuyệt vời, có thể làm nó tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn em đã chia sẻ. Cảm ơn các bạn.